Dạ, kính chào quý khán giả đến với kênh thông tin của Thăng Vừa Cao. Sáng hôm nay vừa mới đi một vòng, đi đặt quà mua rồi chuẩn bị ngày mai là mình sẽ tổ chức cái chương trình phát quà cho bà con đồng bào dân tộc Khmer ở địa phương, 26 hộ. Rồi hôm nay Thăng Vừa Cao đã đưa anh Danh Dũng, ba của cái bé bị bại não đó, đi rút tiền. Thì tổng tiền mà đến thời điểm hiện tại là 28 triệu với một anh Mạnh Thường Quân, tên là Lờ Tờ, gửi về tiền là 200 đô, 500 đô ha. Một anh ở bên Mỹ tên là Lờ Tờ nghe, gửi về 500 đô nữa. Là tổng tổng là khoảng là hơn 40 triệu đó. Thăm Tư Cao sẽ có cái clip để quay cho bà con riêng về cái trường hợp đó. Thì sáng nay Thăm Tư Cao làm được một số việc vặt như vậy, đi làm công chuyện nhà nữa, xong là mình thấy rảnh nên lên cái live này hơi sớm tí xíu để giao lưu với khán giả, và cũng như là hôm nay Thăm Tư Cao ngồi suy nghĩ hoài, phải thuyết phục được anh nên là mua một cái tủ lạnh cho con nó dùng. Nói chung nhiều khi á, mình có đồ đạc kia đó, thắng được cao ăn đồ này kia đó, thì nhiều khi là mình cũng đánh bắt cá đồ hay đi mua cá gì đó được, gần gần nhà này mình cũng chạy qua một đoạn, mình cho ảnh nhiều khi ổng bỏ cho ở ngoài nó bị hư, thì cái tính là cái tiền hư đó, đồ ăn hư đó bỏ vô tủ lạnh thì nó còn cũng lợi hơn so với tiền điện. Trong khi đó tiền điện thì mà tủ lạnh mở suốt thì tháng có tầm tầm 200.000 thôi, tủ lạnh cũng đâu có nhiêu tiền điện đâu. Chút kiếm cái máy nào nó tiết kiệm điện xíu, mua cho anh cái máy lạnh nữa. Lộn, xin lỗi, cái tủ lạnh chứ máy lạnh thì chịu tiền điện không nổi, nhưng mà tủ lạnh thì tao cao nghĩ là ok. Với cái inverter bây giờ nó cũng nhẹ điện, một cái vừa vừa thôi, để cho anh chứa đồ ăn đồ kia. Với lại ổng cũng nghèo khổ cả đời rồi, giai đoạn cuối này thì Thái Cao muốn là cho anh được có một cái cuộc sống nó khá hơn tí xíu. Đúng rồi, tủ lạnh giờ tiết kiệm điện lắm, nhẹ điện. Bởi vì bất quá thì Thái Cao làm chừng vài ngày là anh có tiền điện cả năm rồi. Mình bán hàng tầm chục ngày đó, mình kiếm tiền điện được, mình lo cho ảnh được cái mấy vụ tiền điện này thì mình hỗ trợ được. Thì giờ để mình hỏi, nếu mình qua mình báo với cái chủ nhà bên kia luôn là cái tiền điện tháng này á, thì thứ nhất á, cái lòng tốt của vị chủ nhà ở bên kế nhà của anh nên đó là mình sẽ hỗ trợ toàn bộ cái hóa đơn tiền điện của chủ nhà đó đó, tiền của Tháp Tư Cao làm nha, là mình bao luôn cho cái nhà đó, rồi là mình làm mình trả luôn hết cho anh nên luôn, để cho anh khỏi ngán, anh khỏi áy náy gì hết. Quý vị thấy làm gì được không? Tức là bây giờ hiện tại đây Thái Tư Cao vô và đang ở nhà chú ơi, mới tới chỗ anh nên nè. Xíu mình nè, xa xa thì mình đi không nổi chứ gần gần như địa phương nhà mình hốt hết mấy cái này dễ mà, đâu có khó gì đâu. Tiền điện tháng tới là mình giải quyết cho ảnh được, mấy vụ này cũng khó khăn gì mấy đâu, trong vòng tiết kiệm điện tổng vòng 200.000 quay đầu tháng. Chú có nhà không cô? Cô ơi, cô phải câu cho anh nên câu điện nhà đúng không? Tháng thường thường ở đây mình một gia đình mình xài tháng tiền điện nhiêu tiền cô? Đủ hết thôi, cái đó là như có Nhưng cho hùng nóng hả? không, ý như tháng rồi là nhiêu tiền á? Không biết không đóng tiền điện không vậy hả? Chú đâu rồi? Mới ở mấy bữa mà. Dạ không, nhưng mà như như tiền điện tháng này của con của anh nên con trả cho, tức là tiền điện của gia đình mình con bao hết cho. Dạ dạ Giờ ông nhà về mình tới chưa? nhà mình có xài máy lạnh không? Không phải máy lạnh vừa rồi, được rồi. Vậy được rồi thì để có gì con trả tiền điện luôn cho ha. Ông ấy vô chỉ nợ chỉ là lúc nào giờ tới liền. Dạ dạ vậy được rồi, dạ con biết gì được rồi. Không có xài máy lạnh thì con lo được. Máy lạnh thì rồi có xài máy lạnh cũng lo được, đâu có sao đâu.
Nên ơi. Nữa hả? Đó là. Sao sáng nào cũng ăn mì vậy hả? Bữa thì ăn bánh mì, bữa thì ăn mì gói vậy? Chứ nó đi học rồi, ở nhà phần xa chợ quá, không có đậu ra được. Xa chợ. Rồi ăn mì không gì, không có cái thịt thà, không có gì chân à? Thịt có. rồi không có rau rắc chứ hả? Không, đâu có ăn rau đâu mà mua. Sao anh không ăn rau hay là không có rau? Không ăn rau luôn á. Sao kỳ vậy? Hồi nhỏ tới bây giờ luôn á. Trời. Hồi nhỏ tới giờ đâu có ăn rau gì đâu. Hèn chi da của anh gì là phải rồi, hợp lý rồi. Chứ người ta ăn rau da mặt ta mới láng được ông ơi. Không có ăn rau chị Trân á, mấy đứa nhỏ này giờ nó cũng không ăn rau nữa nè. Mà ăn thì sao không ngồi lên bàn ăn mà ăn xuống dưới ghế kỳ vậy? Ăn ngồi đi về ăn cho nó dễ. À tôi nhớ ông hình như là ông giống ông Hoài Linh thì phải. Ăn cái ngồi bật dưới ăn à. Mì đi mày gì á? Mì chay chua cay. À. Mày đi từ thiện người ta cho. À vậy hả? Đó cho ăn thùng đó mới ăn mấy gói đó. Ừ. Ừ. Rồi, cái này cho miếng trà bông vô ăn. Bà cháy lắm à, ăn thử chưa? Con ăn thử rồi, mà tại ăn không quen ăn không được. Sao hả? Để vô nó có gì mặn chứ không có gì ngọt. Ủa trời kỳ á, trà bông tôm ăn không được mà. Ăn không ở ngoài thì nó ngon. À. Mà để vô mà ăn không ngon. Chứ muốn đừng em chỉ là đừng có cho gói nêm bột nêm vô nhiều, cho nửa gói thôi rồi mình cho trà bông vô nó ngọt nước. Người ta anh nghe mì tôm không? Mì tôm là mì người ta làm có cái hương vị con tôm. Mà thường thường hãng mì nó đâu có tôm đâu. Bà không để bột nêm vô rồi bắt đầu để cho một nóng này nè tính đâu không? Để cho một nóng đầy gì nè. Thì nó có nó mặn chứ anh cho một ít vô cái hương vị nó khác. Đúng không? Tính trà bông mà mình ăn không nó ngon mà con cái là một bà không muốn vô cái bỏ nguyên có mì luôn. Mặn. Bây giờ trà bông anh em đưa cho anh mà anh để trong môi trường này hồi về bữa nó hư à. Đó, bây giờ em thuyết phục với anh này nè, em nói anh nghe nè ha. Bây giờ đồ ăn được kia đó, cho anh nó trái cây hay là gì đó. Rồi đồ cho anh đó. Bây giờ mà anh để ở ngoài nó hư đó. Rồi đồ anh mua về đó cho con cái nó ăn đó, nó hư. Anh bỏ vô tủ lạnh thì cái tiền hư đồ ăn với cái tù tiền mà đi chợ anh mua lắc nhắc á, nó cũng vô đó à. Cũng vô tiền điện đó à. Đó. Bây giờ chở anh đi mua cái tủ lạnh nha. Không mua không. Nói chứ mình mua đi, mua tủ lạnh để xài, làm của luôn cho con cái. Trời ơi, mua thì nói chung vài gian rồi, mua cho anh cái gì anh cũng mừng lắm. Ừ. Mà ngặt con cái á, mỗi chút mỗi tiền điện, cái gì cũng tiền chứ lấy đâu ra, bởi vì á, số thì bán không có được nhiều. Bán ngày con 120 số thôi. Rồi bán hết chưa, bữa nay bán hết chưa? Bán hết hôm qua rồi, đi nhỏ dẫn đi. Nói chứ bữa nay có một khán giả là đặt là 12 tờ nha, chiều nay chụp hình gửi cho em nha. Nè, 12 tờ hả? 12 tờ, chuyển tiền rồi. À. Để hồi em chuyển tiền lại qua cho anh. Đó, là 12 tờ ha, nhờ mua giùm đó. 12 tờ. 12 tờ, cho nên chiều bán chừa lại 12 tờ rồi kêu ông Trâm nó chụp hình qua cho em. À. Vậy được rồi. Là 120 ngàn hả? Đúng rồi, 120 ngàn. Ừ. Rồi giữ đó, rồi ta dò mà có trúng thì báo. Ok không? Để chứ ăn mì đi rồi em mua cái tủ lạnh cho. Rồi giờ ông không mua tôi mua cho người khác à. Tôi mua rồi mỗi chút mỗi tiền không. Bây giờ là tiền điện, bây giờ em nói là tiền điện tháng này em trả nè. Đúng không? Mình xài ké chi hơi của người ta là mình trả tiền điện, cái này em trả cho. Rồi mà tiền điện mà tiền điện nhà nước xài mà đâu có nhiêu đâu, chừng nào câu chính thức vô rồi á thì em coi hóa đơn đó, em chỉ cần anh xài mà nó chi xài vô trong cái mức định mức của mình á là chừng tầm 200 ngàn quay đầu à. Mấy cái đó là mỗi tháng em lo được. Đó. Tiễn Phật thì tiễn tây thiên chứ. À biết đâu nha, tính sao tính ra cũng không biết nữa. Thì bây giờ ăn đi xong rồi lên xe tôi đi mua về tôi để đây nè. Rồi tiền điện mà trả nhiều quá thì kêu Tháp Tử Cao qua nó trả cho, quý vị thấy đồng ý không? Rồi vậy đi ăn đi rồi tôi đi ép ông xài rồi con. Bởi tôi nói thiệt có nhiều người là mà giờ anh lấy số lấy nhiều thêm chút đi. Không, cái nhiều lộn nổi đâu. Số một gói con 120 tờ lộn một chàng ngay. Thế nhiều người hôm qua nó sưng cái băng mặt hay là nó sưng hàm đây nè. Bây sao á? Tự nhiên nó sưng vậy đó. Được rồi, nó hạt không? Không. Mua thuốc uống rồi nhưng mà nó chưa bớt. Nhất không? Không, nó sưng từ từ nó sưng lên nữa chứ không phải gì đâu.
Trời. Lâu lâu là nó bị lần vậy đó, là cách khoảng chừng vài tháng rồi nó bị. Có quay bị gì không? Hả? Cái mặt sưng gì, có quay bị gì không? Nó không có gì chứ, mà điều hả không lớn ra ăn uống rồi không được. Nó đau hả? Nó đau cái ngay chân chỗ này nè. Trời ơi. Đau ngay đây nè. Cách chừng có khoảng chừng 2 tháng là nó bị lần, 2 tháng là nó bị lần vậy đó. Ừ. Không, anh phải ăn rau mới được, ăn rau uống nước rồi chứ em thấy anh ăn gì là không được đâu. Rồi uống thuốc vô đó là mà uống khoảng chừng 4-5 lần thuốc vô là bắt đầu nó hết. Trời, cái mặt gì, uống uống năm thuốc gì hả? Thì mua đại ở ngoài tiệm mua anh chứ biết thuốc gì, đi ra máy nấu vậy đó. Nó cứng luôn, cứng luôn không? Nhắc hả? Ấn như đau không? Không, nó nằm ở ngay đây nè. Ông này có nguy cơ bị ung thư quá à. Thật chứ ăn ăn uống gì mà anh ăn uống gì nguy hiểm lắm. Ăn khô gan gì. Trời ơi. Bữa nào đi tới giờ này cũng thấy ăn mì chứ. Không có hút được miếng gao, được nước gao rồi sao? Không ăn gao được luôn. Ăn gao vô thì trong người nó là sao? Ăn gao vô cũng vậy mà không ăn nó cũng vậy à. Kỳ vậy. Ừ. Phải ăn chứ, cơ thể mình mà không có gao gắt chỉ có ăn được cái lá mồng tơi thôi. À ừ, cái lá mồng tơi. Vì là vừa nó trồng ít cái mồng tơi để cho ăn ăn mì, cái bỏ vô lá mồng tơi vô ăn ha. Rồi chưa có ăn cơm không? Có chưa? Có chợ gì có đồ ăn. Nó đi học hồi nãy đưa tiền cho nó đi về ghé ngang chợ phường 4 mua luôn rồi. À. Thì đó, ví dụ như giờ ở đây cũng gần chợ quý vị. Ở đây ra chợ có 200 m à, chưa được 200 m, 100 mấy chục m à. Ừ. Nếu mình chạy xe kèo lúc mình bật livestream là gần gần cái chợ đó. Đi bộ cũng tới. Mình học đi bộ qua bên kia sông cũng được nữa. Nhưng mà nó hơi đi qua sông này xa, còn bên đây chợ phường 4 nè. Cách có một đoạn à. Đây đi gần chợ, gần trường. Mấy đứa nhỏ đi học tiện. À. Thì qua đó cái cây số á. Không mấy trăm mét à, đi đường này, đường gần đường tắc này không mấy trăm mét à. Đất nào? Đi nè, đi hè bên hè nè, quẹo trái nè. Này hả? Ừ, đi ra cổng, ra cửa nhà nó quẹo trái đi thẳng lên. Đi tới cuối đường. Gần gần cuối đường quẹo trái cái nữa tới chợ. Anh phải đi ăn rau rác vô nghe nên, chứ em thấy người anh là khô khát, khô cằn lắm rồi đó. Quá trời. Hộp bơm 2 hộp trà bông phải không? Còn hộp phải không? Cái này phải kỹ à. Để ngoài nắng là nó mốc à. Nóng là nó mốc à. Cái này có tủ lạnh bỏ mới được nên chung thôi nó mốc à. Có cái chảo không, lên đảo chút xíu mới được, để lâu quá là nó sẽ bị dễ bị mốc. Quý vị khán giả mà mua trà bông của Tháp Tư Cao về là quý vị khán giả phải xử lý, phải bỏ vô tủ mát nha, đừng bỏ tủ đông nha, bỏ tủ mát. Còn nếu mà mình để ở đây mình nó có nó hơi ẩm này nè, do là ăn ra rồi để cái môi trường này nó ẩm này nè, thì nếu mà xuất hiện cái gì chị nó hơi ẩm ẩm, mình thấy nó ẩm ẩm rồi mình đảo cái trà bông lại đưa vô chảo nóng nè, mình đảo lại cái gì ở cho rồi để một hồi cho nó khô á, cái mình bỏ vô hộp lại, bỏ vô tủ mát. Cũng có mùi đó, thì mình phải đảo nhanh tay nó nóng lên, bật lửa ghiu nhỏ thôi cho nó bay bớt cái hơi nước đi, chứ không thôi tại vì làm cái này cũng không có mặn lắm, nếu mà đợt này làm mà lạc lắm anh nên này, đợt này làm già lạc dự ăn lắm, để hồi cho nó hết cái hơi nóng đi, bắt đầu bỏ vô vô keo lại. Nó hết hơi nóng thì bỏ vô keo lại.
Bây giờ anh em mình đi đi mua tủ lạnh. Đây. Bỏ điện thoại vô túi nha. Thôi để đây. Tủ lạnh nha. Không giờ đâu có xài điện thoại nhiều đâu. Đi đâu mà đem theo điện thoại này không cứ quen lại. Mang cái đi. Qua đại đi. Đi khép cửa lại. Rồi sao anh? Nó nói là chúng. Cái dạng mà của hồi sơ của anh, cái ông gì làm đó là để cho ông làm xong một việc rồi mới qua gác cho anh được. Nam. Nhà bà đúng nha, chịu cái dạ. Hồ đó. Còn cái tiền điện tháng này của chú con trả cho nghe. Trời ơi, có nhiêu. Trời, có quá đơn được kia đó. Ủa chú đi đâu mà mặc đồ đẹp trai lịch sự quá vậy? Đi qua nhà đèn cái vụ đồng hồ cho ảnh đó. Mặc đồ này nhìn chững cái bảnh đó vậy. Ai chở anh lên đi mua tủ lạnh nha. Giờ mình người ta còn đi xin không có mà ông cứ từ chối. Trời ơi, sợ là sợ cái tiền điện thôi chứ. Trời ơi, giờ anh nghĩ coi ở Việt Nam này có tính bây giờ hiện tại á là em nghĩ là khoảng tầm 70-80% nhà nào cũng có tủ lạnh vậy đó. Để có chứa đồ ăn. Mà tủ lạnh vậy nó tiết kiệm điện lắm. Chứ đâu phải như ngày xưa đâu. Ở bên đây, bên đây, bên đây, bên đây. Đây, 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 đây. Rồi, vô. Chốt đơn là đi mua tủ lạnh. Mua cái công suất nó nhỏ thôi. Chứ đồ ăn cũng vừa vừa thôi, nó tiết kiệm điện. Người ta ở phòng trọ, người ta đóng tiền điện chia hơi mà còn dám chơi mà. Thì giờ bình thường thì bán 120, mấy mốt lấy thêm cho thêm 10 tờ nữa đi anh ba, nên bán 130 đi. Là 10 tờ là được 10.000 đúng không? Không, tại cái số nó vậy là vậy à. Bởi vì nó cộng 12 tờ. Mình lấy lẻ đâu có đâu. Thì cặp 12 hả? À, còn không ấy là lấy thêm 12 cần cọc nữa. Cọc. Lấy thêm 12 tờ nữa. Cái 240. Sao 240 được? 120 300 là thành 132 chứ. À, đúng không? Lấy cái đó nó đâu vào được. Nếu nó vào mà cho mình mất 12 tờ bên kia người ta có đủ cọc đâu. Dạ. Yeah. Thì cứ anh vô nó vô cái anh cứ lấy thêm cho tầm 10 20 tờ nữa đi. Rồi tiền đó là đủ trả tiền điện rồi. Lâu dài. Còn chuyện khi nào mà nó khó khăn quá, kẹt quá thì kêu em hỗ trợ. Cái đó cũng đâu có gì khó đâu. Chủ yếu là phải tiết kiệm điện. Để em cho để nói chung là cái tiền điện tủ lạnh nó không có bao nhiêu hết á. So với cái tiền điện trước đây anh xài chỉ đốt đèn kia thôi. Thì giờ nó thêm một chút thôi. Thì thay vì anh đóng tiền phòng trọ đó tháng 600.000. Nói chung á. Ủa mà bình thường anh đóng sao tiền trọ 600.000 một tháng rồi tiền điện nhiêu nữa? Điện với nước luôn 200 mấy. Trời ơi, điện nước luôn 200 mấy rồi cái đó là anh sợ là 800 mấy đúng không? Đúng không? Mà 800 mấy anh chi được. Đó, anh nghĩ là lúc trước là 800 mấy anh chi được, mà bây giờ anh có nhà rồi. Mà giờ thêm chừng 100-200.000 anh chi không được rồi sao? Mình sống cho nó khá hơn tí xíu. Chứ bây giờ sức khỏe lớn tuổi rồi, sức khỏe nó cũng cần phải có sự ổn định đó. Cũng phải hưởng thụ một tí xíu chứ. Cái đó mình mua gì, mình mua bọc cái mình để nước đá vô luôn hả? Đúng rồi. Không mua đá hả? Đúng, tiền nước đá giờ, tiền nước đá là anh đủ, em thấy cũng đủ làm rồi đó. Anh làm đá thôi là anh thấy có đủ tiền điện rồi đó. Ngày mua nước đá nhiêu tiền? Ngày mua trời thì cũng 5.000. Đó, hơi 5.000 một ngày, 5.000, 10 ngày là 50.000, tháng 150 tiền điện. Ok chưa? Còn chưa kể là đồ ăn, đồ uống này kia nữa. Nó ra vô đó hết chứ đâu. Mình mua cái loại bọc mà ta bỏ đường ta bán ra hả? Ờ đúng rồi, chính xác. Cái ly cũng được nữa. Cái ly mà giống như kiểu cái ly có cái ly làm nước đá. Để có cái ly đó. Anh bỏ vô chừng 4-5 ly gì đó là anh làm được rồi. Để coi cái tủ lạnh là công suất nó vừa vừa thôi. Chứ không có công suất ấy. Thật ra thì phải có inverter. Đúng không quý vị dạ? Mọi người xài tủ lạnh gì thì hợp lý không?
cho ông khá lên tí chứ thấy eo học quá. Nhà em là một ngày là làm đâu khoảng 8 cục đá đó. 8 cục cỡ bằng cầm tay vậy nè. Không còn nắm tay nắm không hết á, bằng trái dừa vậy đó. Ừ. Bằng chén cơm đi. Cái chén cơm đó mà chừng tầm 2 chén đó ha. Nước á. Anh hiểu không? Anh hình dung được không? Là nhà em làm khoảng 8 cục đó mà anh xài cái 4 cục vậy là được rồi. Không đủ đâu. Không đủ hả? 5.000 nước đá là cũng nhiều tiền ha. 5.000 cũng bọc bự à. Uống nói chung là uống toàn bộ nước đá không mà. Dạ. Yeah. Sáng uống, trưa uống, chiều uống, tối uống, nói chung là nước đá không à. Thì á, tại vì anh mua nước đá ngoài á cũng vậy, để sanh bệnh. Hiểu không? Mấy cái nước đá của mình làm á là mình lấy cái nước máy lọc nước của em đó, thấy không? Đó, anh đưa ra lấy nước đó làm chuẩn luôn đó. Thấy không? Nước đó là lọc sẵn rồi. Chứ anh đưa vô là nước đá nó cực kỳ sạch. Chứ anh đi mua cho nổi ngoài thị trường á, mấy cái đó nó nhiều thứ lắm. Giờ nãy ông qua ông nói cho hai ông chiêu sáng mơ ở nhà. À, sáng mơ là bên chính quyền địa phương là qua là cỡ tầm 8 giờ đó là bàn giao nhà cho anh, bàn giao thêm 5 căn nữa là 6, tổng cộng là 6 căn đợt này. Alo nghe ạ. Dạ rồi cảm ơn cô. Dạ, cô đang live stream. Dạ em cảm ơn cô. Rồi giờ mày ngủ nhà mới rồi quen nhà chưa? Có lạ chỗ gì không? Con nghe bà ơi, con đang live stream. Mua cho 100 tờ vé số hả? Dạ vâng. Vậy hôm nay anh nên lãnh vé số về khỏi bán. Rồi. Nha. Hôm nay lãnh giấy số về khỏi bán nha, chụp hình qua được rồi. Có một vị khán giả mua 100 tờ giấy số là chốt đơn anh rồi đó. Với kia 12 nữa, 112, còn lại 120 hả? Còn 8 tờ. Còn 8 tờ để em lấy luôn cho rồi. Có ai dành 8 tờ với tôi không? Thôi để cho em lấy luôn 8 tờ đó nha. Nói chứ khỏi khán giả nói chơi vui thôi nha. 8 tờ để thêm tôi cao ké đi. Giờ chốt đơn rồi đó, chiều nay là khỏi bán, chụp hình thôi gửi qua đây. Chứ live stream này nhanh gọn lẹ không. Thật ra thì quy định hiện tại á là không cho phép bán vé số online nha anh nên. Nhưng mà nếu trường hợp mà mình có giao dịch thành lập với nhau mà gọi là chính xác, mình không có đi lừa, hoặc là ví dụ như một chụp một cái mình đi bán hai ba người, cái đó là gì là không được, cái đó vi phạm. Còn như trường hợp anh thì cứ anh bị mù khuyết tật mà bị mà khó đi di chuyển đi lại vậy thì cũng là một cái cách để giúp cho anh có thêm điều kiện, chủ yếu là làm đàng hoàng thôi. Tin tưởng thì có thể người ta sẽ xem xét. Em nghe anh. Tám tờ chia đôi hả? Anh đây đây. Vậy là chiều nay là luật sư Kha là cái hàng của anh là anh Kha là chia nha. Anh Kha chia là chia đôi nha. Bây giờ phải chia đôi là một cái tay trúng hay trạch không cần biết, thì ngày mai xuống phải có 4 tờ đó cho ông Kha. Rồi ngày mai là 4 tờ giấy số nha anh. Ngày mai là anh Kha 4 tờ vé số là chiều. Không, bây giờ chứ vé số này đó. Dạ, anh đang chạy xuống cái gì?
bây giờ anh chạy xuống nè. À dạ, chiều nay hay gì, chiều nay xuống chưa? Thì bây giờ xuống thì lúc nào nó tới tới giờ biết làm sao. À dạ, được. Bây giờ ông luật sư Kha cũng đang chạy xe xuống mà bây giờ nghe tiếng nói 8 tờ chia đi. Rồi chia. Anh em mình em bốn này, bốn thì không nha. À không có nhận được hết đâu nha. Chốc đơn. À, ok, tối là anh có mặt đó nha. Dạ, ok. Ok, rồi, chào khán giả nha. Dạ rồi. Anh Kha giờ anh đâu có xuất hiện anh lâu lâu anh lên anh điện cái anh lâu lâu anh bình luận cái gì á. Vậy là chốt đơn ha. Một cục bà tên là B đã chốt đơn của anh là 100 tờ vé số. Một chị khán giả chốt đơn anh là 12 tờ nữa. Còn lại 8 tờ thì Tháp Tư Cao 4 tờ. Rồi luật sư Kha 4 tờ nữa là hết nha. 120 bữa nay là có đã bán rồi nghe nên nha. Bữa nay khỏi lỗi nha. Dạ alo nghe. Alo. Đó là cô Quốc ở Nha Trang á. Quý chứ cô có mua hàng của con 2 lần rồi đấy. Dạ vâng. À, sao quý được có tìm cái số tài khoản của con thấy và Zalo không thấy. Dạ. Nên là cũng ít tí nữa con vô mới chuyển khoản á. Con vô mới chuyển tài khoản con chuyển về cho cô con đóng hàng cho cô một lít mật ong trả phí gì đó. À. Dạ dạ. Bây giờ cô nhắn tin cái thông tin của cô lại đi, cô đặt hàng qua Zalo con đi. Dạ. À vậy hả? Số điện thoại này tìm được con mà cô tìm con số điện thoại này đi. Dạ. Dạ. Vâng. Dạ. Dạ vâng. Có gì cô dạ con đang livestream. Dạ. Có rảnh lên coi cho vui. Dạ. Dạ con đang livestream. Dạ. Khán giả đặt hàng. Khó chia dữ người ta. Khó chia sao khó chia được, chia bình thường mà. Không có. Cái số mà người ta mua 100 tờ đó ha. Dạ. Thì giờ chứ có 100 tờ cứ chụp hình qua thôi chứ có gì đâu. Không, 8 lốc là tính lốc 12, 8 lốc là nó nhiêu. Thì tối đi em chia cho. Cái đó dễ mà, cứ 120 tờ đưa chia ra ngày mai mới biết mới sổ kết quả mà, đúng không? Rồi dắt ảnh vô giùm vô luôn. Mua gì? Dạ? Mua gì? Mấy tủ lạnh. Rồi dắt ảnh vô, anh bị khiếm thị không thấy đường. Rồi dắt vô giùm, cảm ơn. Mình có người dắt giùm. Đây là siêu thị điện máy chợ lớn. Mua tủ lạnh. Rồi đúng rồi. Dắt cho mà ông kiếm thị. Lạnh hết rồi. Tủ lạnh vừa tiết kiệm điện mà vừa thôi, nhỏ thôi. Hai cha con xài. Cái gì mà nó mờ vậy ta? Như có khói vậy. Đây là cái kính mình ta. Sao nó mờ vậy? Ủa sao kỳ vậy? Chắc là do... Ủa kỳ vậy? 180 lít. Chắc trong máy lạnh nghe quá. Cái này nó nhỏ thôi được không? Cái này nhỏ hơn không? Cái này nè, tầm khoảng 180 lít có tiết kiệm điện. Có nhỏ hơn nữa không? Nhỏ hơn nữa thì không được. Hả? Được. Vừa thôi, có hai cho con xài nhỏ xíu, nhỏ lắm. Qua đi. 90 lít là gì? Đang đang live có gì không ạ? Nhắn tin đi ạ. Không, bây giờ hết vé số rồi. Ngày mai đi ha. Dạ. Coi có gì nhắn tin qua ngày mai. Dạ, cảm ơn. Ok. Vé số ngày hôm nay đã hết rồi bạn nha. Chốt đơn hết rồi. Đó. Cái này chắc vừa rồi. Vừa không? Còn cái này là nhỏ nhất chưa? Còn cái nào nhỏ hơn không? Cái 50 lít đó. Hả? Đâu cái nào nữa? Sao? Anh quay ảnh thôi, không quay mấy em đâu. Ok. Nè bác. Mấy đi tránh đi. Nói với bác cái này là hai cái nha, cái dưới cái trên là cái trên hả? Nhỏ đó 46 lít. Rồi, cái này được rồi nè. Cái này hả? Ok ha.
Cái này có tiết kiệm điện không? Dạ không, cái này nhỏ quá, nó không có tiết kiệm điện, nó dùng điện thẳng à. Cái này là ngăn đá là nó nhỏ. Công suất là bao nhiêu? Thằng này đó công suất của nó là 70W á. Công suất là 70W hả? Dạ, ngăn đá là nhỏ trên này nha, lâu lâu là đóng tiết nha. Đó, à. Ngăn đá là nhỏ nhiêu đó. À, nhỏ dạ. Xíu à. Ô, cái này quá nhỏ, bỏ ra sao đủ. Ừ. Cái dưới sao em? Ngồi xuống anh, ngồi xuống. Mày ngăn đá đây. Bự không? Ngăn đá bự hơn không? Đó, nó nguyên cái học cho nó đó, lâu lâu mình xả tiết nha. Xả tiết hả? Dạ, tủ nhỏ này nó có đóng tiết. Xả tiết. Nhưng mà có tiết kiệm điện không? Dạ không. Thôi không có tiết kiệm điện, thôi qua đây đi. Cái nhỏ nhỏ này là không có công nghệ tiết kiệm điện anh, tại vì nó cái này cũng không có luôn hả? Dạ đúng rồi. Nó nhỏ, nó rất là nhẹ điện rồi. Nhẹ điện rồi hả? Nó là công suất một là nó của nó là 70W đó. 70W hả? Dạ. 70W một giờ. Dạ. Nhưng mà mới là làm đá luôn là mới có hả, hay là chạy lưu không? Cái đó là giống như là tủ nó chạy đo chế độ không tải á. À. Khi tải đồ với lại nó đủ lạnh thì có thời gian nó ngưng thì có thể nó nhẹ điện hơn nữa. Chứ nó không có tiết kiệm điện hả? Ơi coi. Công suất tiêu thụ 50 là nửa ký ngày anh ơi, cái này có nửa ký à, ngày nửa ký à. Cũng ok nè. Dạ alo nghe ạ. Dạ ghế nè. Phải không? Đang phát. Phải ngày nửa ký không nghe. Này nhẹ lắm, không có nhiều điện đâu. Vậy hả? Tự xả phải không? Cái này tự xả hả? Không, cái này nó phải đóng tiết chứ không tự xả, dòng inverter như có cánh quạt đó chứ hay. Là sao? Cái vụ xả tiết này tôi đâu có biết đâu. Tiết là lâu lâu nó đóng à. Cái cục tiết. Tự cắt điện. Cái này có tự cắt điện không? Dạ, cái này là khi mà đủ lạnh là nó tắt luôn á. Là dòng thường á. Nhưng mà nó đâu có inverter hả? Dạ không. Cái gì? Inverter là tủ lớn mới có trong ngày đó. Đâu tủ nào? Cái này tủ này là nhiêu? Dạ cái đó là Trung Việt Kỳ, cái đó là 159 lít cũng không có công nghệ inverter nữa. Không có công nghệ inverter. Dạ. Công cụ là cái đầu nãy bạn cho mình coi là cái nhỏ với Toshi đó. Cái đó là bên inverter đó là một ngày nhiêu điện? Trời, nó cũng trung bình, nó cũng khoảng cỡ 70-80W vậy đó. Là bằng cái này. Dạ đúng rồi. Cũng như nhau thôi, cái nhỏ cái lớn cũng giống nhau thôi. Đúng ra cái bự mà nó không có inverter thì nó sẽ alo nghe. Dạ dạ. À dạ, yeah. ok. À, hư tủ hả? Ok, ngán tiền điện thôi chứ không gì chứng. Chủ yếu em đang tìm cái tủ nào đỡ ngán tiền điện. Cái này giá thì giá này không trợ cho anh. À, xả ra hư tủ hả? Rồi, ok, ở dưới ông không thấy đường nữa, nó tự đó. Có cái nào tự xả tiết không? Dạ, tự sẽ tiết là anh Việt cơ nó mới có. À, vậy hả? Đi qua bên kia. Ok, chúc đơn. Rồi. Rồi. Bác thấy đường đi không? Ok. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Dạ. Rồi. Này, cái nhỏ này là bác xài nước đá thôi là thoải mái luôn nè. Đây nè, đây. Cái hả? Dạ. Toshiba đúng không? Dạ. Này em đi coi tiết kiệm điện luôn đó. Là coi công suất tiêu thụ nhiêu vậy? Này nó cũng 70W vậy. Này 90. 7. Đâu 90 đây hả? Dạ chứ này. 90W nhưng mà công suất tiêu thụ là 77 dạ, ký trên ngày. Đúng rồi, nó nhẹ điện lắm, có công nghệ inverter mà. Nhật Bản bảo hành 2 năm sản xuất tại Thái Lan. Dạ. Ồ, cái này Thái Lan là ok nè. Bảo hành 2 năm á, 35. 2 năm phải không? Có lỗi thì hãng xuống kiểm tra xác nhận lỗi thì em đổi cho mình cái mới. 4790. Dạ. Tặng cho mình bộ phiếu mua hàng nữa. Phiếu mua hàng thôi, đâu có mua hàng gì thêm đâu. Cái này là còn nào nữa không? Chỉ có này thôi hả? Dạ, Toshiba. Nhỏ nhất luôn rồi đó anh. Toshiba. Dạ. Rồi giờ chừng nào giao? À, địa chỉ là ở đâu vậy anh? À, 266 Nguyễn Huệ. Dạ, anh cho em trong ngày khi nào đi em sẽ gọi trước cho mình nữa tí. Chốt đơn này anh ha. À, ai biết. Này chốt đơn này đi. Để em lên kiểm tra cái còn hàng trong thùng không ha. Ờ vậy hả, rồi kiểm tra liền đi. Chút nữa này ha, cái này hết bự nè, ngon nè, ngon hơn mấy cái kia nè. Ừ, cái nhỏ mà. Đây nè. Không có đâu anh, ở dưới nữa. Ở dưới cái nữa nè. Hả? Cây xương ngồi xuống. Nó hai ấy hả? Cái đó dưới đó là ngăn mát để đồ mát. Nó thứ hai ba ngăn mát luôn hả? Đúng rồi.
2 ngăn mát, 3 ngăn mát là ở trên nữa, ở trên ngăn mát còn cái nữa rồi đúng rồi, dỡ cái đó ra. Nó dán keo lại đó. Rồi dán keo rồi, ở trong đó còn ngăn nữa đó. Ở trên mình để nước đá đâu ở trên chứ. Còn nước đông đá ở trên này. Còn cái này kế là nó mát dài dần. Cái đó là để cá. Mình bỏ thịt cá vô. Thịt với cá để đó. Mình bỏ vô trong cái ngăn đó đó. À. Còn này. Cái đó thì chú để rau củ gì. Rau củ quả. Dạ. Còn cái này. Cái hộp đó cũng vậy luôn á. Để rau củ quả. Cái đó là củ quả kính. Ấy dạ. Còn cái đó là đá đó. Cái này đá hả? Ờ, cho nó đá. Nguyên cái hồi cái tủ này nè là đá nè. Thấy chưa? Đây là đá riêng nè. Dạ, này. Dạ, đá con ngăn hả? À đúng rồi, tủ mát nghe riêng. Còn hàng thùng luôn anh em giao hàng. Hàng thùng phải không? Vô dạ. Ok ha, chốt đơn ha. Dạ. À 4790. Rồi gì đi. Thiếu nhiêu em bù. Rồi bác lấy trước ngồi ghế. Cho lấy tên cho anh xin cái họ tên để anh đi ngồi ghế. Đâu có tủ này ok không dạ? Ok mà, cho chữ ok nha. Nhưng mà chốt đơn nha. Xài cái vụ lỗi hay là không lỗi tôi cũng đâu có biết đâu. Một ngày là chưa được ký điện đó. Được chưa? Ký điện có 2000 mấy à. Tính ra là lời hơn anh xài anh mua anh đi mua nước đá ngoài 5000 là. Đúng không? Này ghế này hơi cao à. Cho ngồi cái ghế cho bác. Tính ra là đi tiết kiệm đó. À để em coi cho. Mày để chờ hết đó mình đợi mình nữa. Đó. Đi đây. Đây ha. À, 4790 phải không ta? Dạ, đúng rồi, cho em xin họ tên em làm ghi nhận có hành. Trần Văn Nên. Đường Nguyễn Nam 11/4. Đọc số điện thoại của anh luôn. Cho em xin số điện thoại 0971. Có 1 tháng. Dạ rồi. 958. Dạ rồi. 458. Còn số nào dự phòng nữa không chú? Không, xài số này. Từ địa chỉ giao ở đâu vậy chú? Đường Nguyễn Huệ số 266. Hẻm nha. Dạ. Hẻm 266. Khu vực mấy phường mấy cho chú? 6 phường 4. Rồi rồi. Vậy chú nhớ giữ số điện thoại cho con nào đi con gọi. Đây. Đây. À, đi vô đó là phải hai người khiêng vô được tại cái hẻm đó xe lớn chạy chứ không vừa đâu. Xe con đi được không đúng? Xe con ô tô được, xe máy đi được. Không xe máy lớn này đậu ở ngoài rồi đi khiêng vô. Có hai người khiêng vô được rồi. Tại em chạy xe Honda em để cái tủ ngang em vô đó luôn được không anh? À, tủ ngang ê ngang không được đâu, lọt cái hẻm nó không có lọt cái hẻm đâu. Cứ khiêng vô đó. Thì tới đầu hẻm đó có người ta này mượn người ta khiêng vô. Sao không anh? Có số điện thoại của chú rồi phải không? Có gì điện không đi. 266 vô trong đó chừng mười mấy bước chân à. Rồi rồi. Không khoảng 30 mét á. Đây. Ghế đây. Dạ nhận hàng ở khu thị sáng phường 4 nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. À, không cần xuất hóa đơn đâu. Có đơn bán lẻ được rồi, mua gia đình xài. Ok, ok. Tặng phiếu mua hàng nữa hả? Tặng tới mười mấy triệu nữa hả? 8 triệu hả? Giờ mua cái tủ à, tủ lạnh mua có 5 triệu, 4 triệu mấy mà tặng cái tủ tặng thứ hàng 8 triệu rồi. Lời. Rồi giờ tặng thiếu mua hàng là mình mua cái gì vậy? Dạ mua thêm máy lọc nước, viết điện từ đôi với bộ rồi theo danh sách để giảm thêm cái chút mấy cái cây cũng được. Rồi nó là sao là trong 8 triệu đó là mình mua miễn phí hả? À, không giảm gần 50% sản phẩm tiếp theo. Giảm mà nói chung là sale thôi. Sale giảm nửa giá hả? Rồi giảm bớt phần nào thôi. Rồi cảm ơn. Lấy à. Đây. Anh nhận tiền thối đi ha. Rồi rồi ok. Rồi rồi ok. Anh này em về em nhớ đưa lại cho chú giùm em ha. Rồi. Có gì nhờ ai đó cứ gọi qua số này có chục okay. Gì đó. Bảo hành 2 năm 35 ngày đầu. Cái này là bảo hành theo phiếu này hả hay là online? Bảo hành theo phiếu này nhưng mà em cũng có lưu trên hệ thống gọi luôn. Rồi. Còn này tặng phiếu cho mình ra. Cái này giữ kỹ nha. Dạ.
từ đây tới hết tháng 5 ha, mình có mua thêm cái máy lọc nước uống từ theo danh sách này là máy lọc nước anh tặng cho chú luôn này. Dạ, rồi giảm tới 3 triệu theo danh sách nha. Rồi. Biết điện từ đôi cũng theo danh sách luôn. Rồi. Khoảng từ 8 triệu á, giảm tới 3 triệu. Rồi. Bộ nồi nóc khoảng từ 2 triệu cho nên là giảm thêm 1 triệu này. Ai về nồi nóc bự không vậy? Dạ trong này con có mẫu này nó có nhiều loại nhiều size lắm. Em nghe. Máy ép trái cây và cái nồi cơm cũng được giảm lại 1 triệu nữa. Dạ. Dạ ngày mai đi anh ha, hôm nay giấy số bán hết rồi. Dạ. Ngày mai. Dạ dạ. Dạ ok anh. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Còn này anh giữ lại giùm em cô chú cái này thẻ thành viên ở chợ lớn đó, giữ lại lên. À rồi rồi. Rồi đây giữ luôn tích điểm nha. Dạ. Rồi rồi tặng này luôn rồi. Rồi giữ mấy này anh giữ hết rồi để dành đi. Cái này rồi xong ha, chốt đơn ha. Cái này chừng nào mua cũng được chân hả? Từ đây tới tháng 5 á chú. Ồ đây tới tháng 5 còn có tháng mấy nữa hả? Ủa không tới tháng nữa. Mà cái này nói chứ 8 triệu chứ cũng khó ăn lắm. Tại vì anh phải bỏ ra rất nhiều tiền. Rất nhiều tiền để anh được giảm 8 triệu. Ít nếu ví dụ như anh đã bỏ 80 triệu thì anh sẽ được giảm 8 triệu, 10%. Nguyên tắc là gì? Rồi rồi ok vậy ha. Cái này là cái phiếu bảo hành hả? Đúng rồi, phiếu bảo hành. Còn mấy cái này bỏ được hả? À, cái đó thì bỏ cũng được, không sao hết. Dạ. Thì người ta đưa qua mình cầm giữ lịch sự. Rồi vô. Mua cái chân kê tủ lạnh hả? Dạ, để đúc đó để coi tình hình sao các. Để tôi cao mấy cái đó thì dễ, kêu thằng em nó qua đem qua. Thì nó tặng cái phiếu. Tặng cái phiếu mua hàng thì cơ bản là bạn phải mua hàng thì mới được giảm, mà giảm trong vòng 8 triệu thì cơ bản hồi nãy tính ghé điện máy xanh, nhưng mà điện máy xanh thì nó hơi khó ghé nên thôi chạy qua điện máy chợ lớn thì cũng được. Thì thường mình mua hàng bên đây cũng thấy ok, giá cả nó cũng hợp lý. Nên tính mua cái khoảng tầm 2 triệu mấy 3 triệu cho anh nên. Tại ngân sách còn nhiêu đó thôi. Mà cái này nhiêu? Mà cái này 4 triệu 7. 4 triệu 7 mấy đó. 90 thì phải. Sao đó tiền điện, nếu mà tính ra có ngày có 2000 mấy tiền điện anh ơi. Còn các thứ kia nữa chứ đâu phải tủ không đâu. Cái gì? Cái thứ gì nữa? Còn mấy thứ kia chứ, quạt đèn đồ xài. Trời cái đó có nhiều điện đâu, đèn nó nhẹ điện mà. Nói chung tủ lạnh nếu mà tiền điện á, em nói thiệt anh luôn á, nếu mà tiền điện giờ á khoảng tầm 100 ngoài tháng à. 100 ngoài ngàn là mình xài cũng được rồi. Chứ hôm nọ anh trả tiền điện nước không là cũng 200 mấy hả? Đúng không? Con anh đèn học cũng đèn LED rồi. Quạt. Thì chủ yếu là tiết kiệm, khi mà mình đi ra khỏi phòng thì mình nhớ tắt quạt, tắt đèn. Vậy là ok. Chủ yếu là về nó đi học về có nó sử dụng thôi. Cái phòng ở bên trong đó là lắp một cái cửa, rồi sau đó là có cái cửa chống mũi á, anh hiểu không? Cái cửa sổ bên ngoài rồi cái cửa chống mũi bên trong đó, thì khi mình lắp cái cửa chống mũi, cái lưới chống mũi đó nó không có mũi, rồi nó đóng cửa phòng lại nó vẫn thoáng, có oxy thở được. Chứ em thấy nó vừa học mà vô cái phòng nó đốt nhang mũi đó, chắc nó ung thư, nó bệnh chết, không có được đốt nhang mũi trong phòng gì đâu, bí lắm. Mà mũi dữ lắm hả anh? Nên quá trời, Hậu Giang vô cái mùa này quá trời mũi luôn. Rồi bữa nay ngồi suy nghĩ coi có bài gì, có bài nào mới hồi hát tặng bà con nha. Bài nào trên kênh trước giờ chưa hát ở đây cũng được, hát tặng chứ. Bữa nay là có người mua số hết rồi nè. Ngày mai là có một anh bạn đặt là mua hết giấy số của anh rồi nè. Đó. Tình hình là anh gì? Là ngày, bữa nay là ngày mai anh là coi như ở nhà đi. Chỉ có rảnh thôi. Chưa.
Cái này là hàng tủ lạnh, là hàng Toshiba nha. Toshiba là công hàng công nghệ Nhật Bản, thương hiệu Nhật Bản, được sản xuất ở Thái Lan, có thấy chắc rồi đó, thấy im rồi đó. Hồi nãy tôi thấy có cái tủ nhỏ nhỏ đó, mà để 3-4 cái tủ đều của ông bạn láng giềng mình sản xuất, tôi thấy hơi bị ngại, không có công nghệ inverter nữa, nên thôi miễn ha. Mày chiều nay mày giao cho tao số số ngày mơ với số ngày mốt này Hậu Giang luôn, tôi lấy hai bữa luôn. Rồi. Ồ vậy hả, chốt luôn mà. Chốt luôn. Chốt luôn, ok. Ủa, nó có sẵn gì luôn hả nên? Có sẵn luôn. Mình live stream này cái mình bán cái một là nó hết luôn rồi, chứ đâu có phải bán cho 2-3 người. Bán cho cái một mà. Tại vì người ta ngán bán trên mạng á, nhiều người bán một cái tờ giấy số như vậy đó là bán cho 2-3 người. Đó. Rồi với là ai cũng chụp hình qua đó mốt mà trúng số. À, chứ cái gì thôi thì em, bởi các bạn thấy nên anh không có muốn bán online lý do là phải đi rút tiền các bạn. Thì thôi đi em, để em rút cho em đưa tiền mặt cho. Có gì đâu khó. Thì nói chung là bữa nào anh đỡ được bữa nào hay bữa đó anh ơi. Đúng rồi. Chứ biết sao giờ. Chứ giờ đang ở nhà đang mua thuốc uống nè. Nên nó đang bệnh mà. Cái mặt cũng sưng cho bá luôn. Hai cốc đi quá, quên uống thuốc chứ đang mì còn uống thuốc, là thuốc còn bó túi đây nè, không uống. À nè. Vậy hả? Còn đây nè. Thì họ về uống thuốc luôn. Thầy còn hát nổi không? Còn chứ, hát được. Hát là được phải không? Không, nhắc cái há hổng lớn ra đồ ăn không được. À. Thôi hồi nữa mà thì hát một bài thôi. Dưỡng sức để phục vụ cho khán giả. Trưa nay hát bài đó mà nó bài gì đâu mà nhớ mà ruột đó. Có bài gì ruột không? Cái bài mới không có chứ, cái bài là hát trên YouTube rồi là hết rồi. Hát trên YouTube thì cứ hát thôi bình thường, cứ hát lại thôi, nhưng mà chưa hát trên kênh này là được. Thiếu gì? Bài gì? Không. Hát cái bài mà sầu dương ý nhạc cũng được vậy. Ok. Sầu dương ý nhạc dài không? Dài. Bài đó chắc cũng khoảng gần 15 phút. Trời, dữ vậy đó hả? Đấy, chắc cả 12 phút mấy hả? Có lý à? Dữ ý nhạc là chờ tí xíu nha, thôi cao chở anh nên về đến nhà là mình lụm cái bài sầu dương ý nhạc nữa cả nhà. Mình muốn cho nó bao nhiêu phút là nhiêu phút thôi. Em nói anh nên đây nè. Thường thường là em giờ người ta ngại dụ là gì giàu. Có nhiều người ta sợ giàu lắm. Sợ giàu cái biết sao không? Tại vì giàu rồi cái mất cái sổ hộ nghèo. Thì đó. Mà mất cái sổ hộ nghèo cái nhiều khi được tặng quà cáp được kia. Bây giờ đổ không? Bây giờ nói chung là đồ trong nhà có đầy đủ hết trơn, chắc mình không có được cái sổ nghèo đâu. Nhưng mà anh là thuộc trường hợp là đặc biệt khó khăn mà. Anh là khiếm thị thì đặc biệt khó khăn rồi. Thì nói như trường hợp của anh thì ở địa phương người ta cũng quan tâm, người ta cũng ưu tiên hỗ trợ chứ dễ gì không có được. Rồi con cái rồi kia nữa. À, quý vị khán giả gần xa mà có biết cái quỹ học bổng nào đó thì xin liên hệ Thanh Bưu Cao qua số điện thoại 0859093959, giới thiệu trường hợp con gái anh nên học giỏi từ lớp 1 tới lớp 8, cố gắng là vươn lên thoát nghèo, thì cho cháu một cái quỹ học bổng để cho có cái điều kiện tốt hơn trong cái tương lai đó. Thì rất là mong được kết nối cái đó. Hồi hôm qua có một vị khán giả nhắn cho Thanh Bưu Cao về cái quỹ học bổng của cái mấy anh mô tô gì đó, như là mô tô hội mô tô hay gì đó, mà cũng nghe nói là sẽ có một vị khán giả là nó sẽ liên lạc bên đó, nó có một bác lớn tuổi rồi, nó sẽ liên hệ với một bác bên đó để lo học bổng, nhưng mà không biết làm sao, nhưng mà mình cứ
liên hệ hai ba chỗ, nếu mà ai còn suất nào đó thì mình hỗ trợ cho cháu cái học bổng để cho nó được đi học, việc học của nó được liên tục. Quý vị thấy ổn không ạ? Chương trình học đổi đời của anh Khương Dừa, rồi cái đó đẹp ạ. Cái đó mà anh Khương Dừa mà kết nối được với anh Khương Dừa thì tốt, tại vì cha thì kết nối với anh Coloman, con gái kết nối với anh Khương Dừa là đẹp rồi. Đó, sẵn thì quý vị giả nào có liên hệ với anh Khương Dừa, nhờ anh Khương Dừa giới thiệu qua đây, coi nên qua là hát tặng bài luôn. Chứ cũng gặp anh Coloman như cũng là 3-4 năm gì rồi anh nên hả? Nghe nói anh Khương Dừa có buổi học bổng đó, mình mà Thái Tư Ca không connect được. Dạ thì cái này nhờ mọi người thương giới thiệu chứ khi mình xin chưa chắc gì cho. Nhưng mà cô chú anh chị nào có mối quan hệ quen biết gì đó giới thiệu qua, để nếu đủ điều kiện thì mình cũng không có nghiên cứu kỹ nữa. Nếu đủ điều kiện thì kết nối cho cháu nó được cái học bổng. Còn anh Kha thì anh hứa là sẽ là có cái hỗ trợ cho cháu chương trình đại học rồi. Cái đó là ấy, còn bây giờ trong quá trình từ đây lớp 8 à, lớp 9, lớp 10, lớp 11, 12, 4, 3, 3, 4 năm tới mà có cái học bổng kết nối lâu dài thì cái điều đó rất là tốt. Anh nên cũng sẽ rất là nhẹ lo mà cháu nó có điều kiện để nó phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Nói gì? Nói hả? Tới rồi. Quên lắm, xíu nữa bỏ cái điện thoại trên xe luôn. Đây. Ủa sao cái điện thoại của cái camera phía này nó bị gì ta? Wow. Nó mở câm luôn ta. Thế nó không ổn à. Chắc là do là lạnh nóng nè. Ôi đúng rồi. Nó mở câm luôn quý diễn giả ơi. Ở trong chắc là nó bị dính hơi nước á. Do là đi lạnh nè. Phải rồi, nó dính hơi nước, nó bị ở bên ngoài. Ở bên ngoài thì nóng, bên trong thì lạnh. Nó bị đóng hơi nước. Chú con mới mua cho ảnh cái tủ lạnh mà tiết kiệm điện. Nó khoảng tầm một ngày nó có chừng nửa ký à. Dạ, có chừng nửa ký điện. Dạ 4.790.000. Dạ, tại vì mua cái bự nó ổng chứa đồ với lại là nó tiết kiệm điện. Dạ, quan trọng chỉ có mấy cái nhỏ nhỏ nó thấy gì mà nó không tiết kiệm điện. Dạ. Rồi. Dạ con báo chú gì để chú biết. Dạ, cảm ơn chú. Nói chú chủ nhà một tiếng để mình gắn vô đó. Đúng, nhà của anh. Chú cứ quen rồi. Vô. Nãy đi qua đó rồi lộn nhầm bên kia mới quay lại. Ủa cái gì mà khác dữ ta? Trời chết rồi. Ba thì chờ bóng cái gì nãy đi có sắp đứng ra không? Rồi luôn. Rồi. Chết rồi. Hồi nãy bấm lộn nút rồi chà bông nó lên gì luôn rồi quý vị nhá. Thôi chịu em tặng cho anh hũ khác. Rồi cái chảo bao luôn hả? Em biết đó nhưng mà em thấy hình như em đã thành người phá hoại rồi. Trời ơi, hồi nãy thay gì á, cái quý vị giả này lúc mà bật lên gì phải không? Thì mình đi qua đây rồi mình đấm vào đây là, đúng lên là mình thấy lửa lớn gì không? Mình đưa về mình tưởng nó tắt rồi. Ai ghê lửa nó vẫn còn ghiu ghiu. Rồi cuối cùng về thành cái nồi cháo gì luôn. Rồi xong luôn. Phá không. Thôi coi như cái này bỏ đi anh đây nè. Rồi cái chảo này chắc chiều nữa em mua cho anh cái chảo mới luôn quá. Thấy không xong rồi đại dương ơi. Em không có biết, em tưởng đâu là như bấm xuống gì là lên tắt. Mà lúc mình quay mình nói chuyện, mình lo nói chuyện mình quên đúng không? Như nè. Vậy là bật lửa lên phải không? Đó. Thì khi máy á là nó sẽ tắt như nhà em đi. Cái bếp ga của Tháp Tư Cao ở nhà bếp ga Nhật á. Mà chỉ cần mà nó hơi nặng xíu thôi là nó tự tắt rồi, nó tự ngắt rồi. Còn cái này cũng là Tokyo Japan, nó cũng Nhật nhưng mà nó Nhật chứ không phải là Nhật các bạn. Cái này nó nhạt cái bệnh cho nên thành ra là nó không có tự ngắt. Hên đó. Hên hả?
cháy xíu nữa lửa nó bốc lên cháy luôn cái nhà luôn. Dễ gì lửa nhỏ à. Quá tệ. Cái này khó quá, mình sai à. Nhận xin thành thật nhận lỗi cùng quý vị khán giả. Tài lanh tài lẹt. Tính đi là coi như là ấy rồi mà hồi nãy không có để ý. Gắn cái mắt kính vô nên không thấy đường. Coi như hư luôn hộp tôm chà bông. Chịu, em gửi cho hộp khác nha. Thôi. Vô cho nó đi. Vô làm hát bài để dọn cho gọn gọn lại. Rồi. À. Ngồi dạ. Ngồi giặt đi, ngồi giặt nó khí thế. Quá trời. Quá trời, xui. Nhà hơi gình luôn. Sự cố. Đã đi tới chiều luôn, nó đen luôn. Bỏ nước vào. Bỏ nước và xà bông nấu sôi lên là như mới. Dạ để hồi xử lý. Ê, giờ anh hát có đau răng không? Hát có đau răng không? Gì? Hát có được không? Có đau răng không? Không. Không đau phải không? Bây giờ chỉ ăn đồ thôi không, không đến không được xin người sao. Chú kêu ngay chú. Dạ được rồi chú ơi, không à. khỏi chú ơi. Dạ. Con chúc con ấy. Dạ, cảm ơn chú. Tào lanh tào lẹt. Cho nó sáng tí à. Dạ anh ấy sơ ý cái bếp ga nó hơi lạ, thành ra là có lỗi quá. Đang thử dây đờn. À, một lần nữa Trần Nên thay mặt gia đình cảm ơn quý vị khán giả đã ủng hộ cho Trần Nên. Nói chung là khán giả nhiệt tình ủng hộ cho Trần Nên. Thì Trần Nên cũng không biết nói gì hơn nữa. Giờ hết biết cái gì để nói cho mà quý vị. Trần Nên quá mừng đấy. Mừng mà không biết bây giờ cái lời lẽ nào để cảm ơn quý vị khán giả cho nó thỏa đáng cho Trần Nên á. Rồi vậy bây giờ thiệt là Trần Nên cũng không biết nói gì bây giờ. Thôi bây giờ gửi cho quý vị khán giả bài hát đi. Bài hát có tiêu đề được qua tên là bài Sầu Dương Ý Nhạc. Kính mời quý vị khán giả cùng thưởng thức. Em ở nơi nào, em ở đâu? Lời ca tức tươi vừa cũng sầu. Trần mây biển dông xe dừng lại bên kia cầu bên nước nhạc ai làm rây rứt cõi lòng ta họ không là những giáp sĩ tài quá nhưng đời gian khổ là bài ca đầy nước mắt mỗi khi có dịp xuống Hậu Giang và đi ngang cầu Bến Lức tôi còn nhớ mãi những lời ca náo nụ của em bé thơ ngây hát vào ở gian đường ngâm chiếc gậy tre em dắt theo một ông lão tật nguyền. Em có
cất lên tiếng ca mùa rồi rơi mưa mưa rừng ơi mưa rừng hạt mưa như hai mưa thiên nhiên ơi trong mưa sầu gì tình đời mưa buồn gì lòng người duyên kiếp còn lâu ôi buồn làm sao tiếng ca đầy thắm người đi kẻ ở buồn làm sao
khoảng trắng đã lên rồi, đoàn xe từ từ chuyển bánh. Tôi nhìn lần cuối cùng hình ảnh của cha con người hát giao đồng bồng dân tràn ngập một niềm thương. Người ly hương ta cũng ly hương, họ nhạc sĩ ta cũng là nhạc sĩ. Đời của ai dài đây mai đó, thì đời của tôi cũng sương gió lâu rồi. Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa truyền miên. Phải chăng mưa sầu vì tình đời, mưa buồn vì lòng người duyên kiếp không lâu. Rồi, quá hay. Thưa quý khán giả, thì anh Trần Nên nước kênh YouTube là Trần Nên. Quý vị khán giả có thể tìm là Trần Nên Ca Cổ, Trần Nên Hậu Giang hoặc là Tâm Sự Trần Nên, sẽ ra kênh YouTube của anh Trần Nên. Đó. Thì quý vị có thể thưởng thức thêm những bài hát khác do anh Trần Nên trình bày. Thưa quý khán giả, thì Tám Tư Cao vẫn bán mật ong 410.000 một lít. Mật ong được nuôi ở trong rừng. Đông trùng hạ thảo, một lọ 10 gram, 250.000, có thể sử dụng là từ 20 ngày đến 1 tháng. Và bán nấm linh chi, bào tử nấm linh chi, 600.000 một lọ. Tôm trà bông 330.000 một lọ 250 gram. Bán khô lương 1 ký. Hôm nay Thám Tử Cao cập nhật lại cái giá thị trường, và nó tốt nhất cho quý vị có thể sử dụng là 1 ký là 1 ký là 900.000, nửa ký là 450.000 free ship. Mình cập nhật sáng nay để quý vị có thể có tiếp cận được với khô lương tốt hơn. Và khô lương này là hàng khô đặc biệt nha các bạn, sử dụng ăn rất là ngon. Quý vị có thể sử dụng thử, mình hạ giá xuống để quý vị các bạn có thể tiện sử dụng và thưởng thức món khô lương nha. Lương to, con lương khoảng bê lớn như nè đó. Và còn món gì, khô cá lóc. Dạ, khô cá lóc thì 460.000 một ký, không xương không đầu. Khô lương cũng là không xương không đầu nha. Thịt nạc phi lê 100%. Tôm trà bông cũng là 100%. Hoa đu đủ đực. Hoa đu đủ đực thì một bịch là 300 gram, 220.000. Khô giòn, sấy lạnh. Còn món gì nữa không ta? Dạ, chắc hết rồi. Thì cô chú anh chị có sử dụng thì xin liên hệ với Thám Tư Cao qua số điện thoại 0859093959, và tiền có được từ việc bán hàng thì Thám Tư Cao sẽ sử dụng để làm công tác từ thiện tại địa phương hoặc là từ thiện cho những hoàn cảnh có duyên. Và Thám Tư Cao xin khẳng định rằng là thứ nhất là từ thiện là minh bạch rõ ràng sao kê, và đồng thời nếu cô chú anh chị nào mà nhờ Thám Tư Cao làm thì xin một là đợi cái đợt vận động để Thám Tư Cao có cái dịp là sao kê cho nó rõ ràng, hoặc là nếu mà nhờ làm riêng trường hợp nào đó thì sẽ báo cáo cụ thể rõ ràng chính xác với trường hợp đó, là chốt đơn cái nào xong cái đó, chứ không có là nhây nhưa, và cũng như không là một cái trường hợp ví dụ như là mua cái tủ lạnh này thì 2-3 người góp vô là không có nha. Tủ lạnh này có một chị hôm nọ đó là chỉ là đưa là 5 triệu để mua một cái máy làm mát. Thì đây, máy làm mát đây. Riêng cái máy này trên thị trường thôi là đã là 6 triệu rưỡi rồi. Đó, thì Thám Tư Cao hỗ trợ coi như là vừa bán vừa cho, là với giá khoảng 2 triệu rưỡi, còn lại 2 triệu rưỡi thì mua cái tủ lạnh. Nhưng mà hôm nay đi mua tủ lạnh thì coi như hết tiền. Thì xem như là cái máy làm mát này Thám Tư Cao tặng cho anh Nên. Như vậy đi. Còn tủ lạnh thì chị kia tài trợ. Như vậy là chốt đơn thì không có ai có ý kiến gì thêm ha. Và cũng không có như, có giống như kiểu là cô chú anh chị mà không có ai đi góp tiền thêm vô để mua cái này. Mình nói rõ như vậy để tránh trường hợp là người ta xuyên tạc và người ta kiếm chuyện với Thám Tư Cao, những thông tin nó sai lệch. Vậy như thứ nhất á, là xem như Thám Tư Cao tặng cho Nên
Đó, là cái máy làm mát này hay nên ha. Thứ hai nữa là đối với cái thấy tôi ca tặng thêm một cái máy lọc nước nữa. Như vậy thì anh nên được vị khán giả kia phải tên Vân không nữa, trời thông cao nhớ không rõ, là một cái tủ lạnh đó. Thì anh nên cũng đã gửi lời cảm ơn với quý khán giả rất là nhiều lần, cũng rất là trân trọng cái tình cảm của mọi người dành cho anh nên. Rồi, như vậy là xong ha. Thái Đức Cao, cô chú anh chị nào có nhu cầu mua hàng hoặc là cô chú anh chị sử dụng hàng hóa thấy ok, tốt, thấy ngon lành thì xin giới thiệu cho mọi người cùng sử dụng để Thái Đức Cao có điều kiện phục vụ tốt hơn cho quý vị. Và có khi cô chú anh chị nhắn tin qua Zalo thì chưa trả lời kịp thì cũng mong hết sức là thông cảm, vì thời gian có hạn mà Thái Đức Cao phải làm rất là nhiều việc, buông cái này, kết thúc cái live này xong là phải cắm đầu đi làm từ giờ đến tối đến 11, 12 giờ đêm. Chứ không có đi chơi, không có cái nhu cầu gì lợi ích cho bản thân hết. Mình còn sức khỏe thì mình cố gắng mình cày. Mình cày nào mệt thì mình đi ngủ, vậy thôi. Cảm ơn cả nhà và xin kính chào, hẹn gặp lại.